Chào bạn, tôi là Vera Tuệ An. Chào mừng bạn đến với khóa học khỏe đẹp để hạnh phúc. Bạn biết đấy, chắc hẳn là bạn đã từng nghe nói về có những người nói có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Hoặc là có những câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe về những người phụ nữ sau khi họ sinh con xong rồi, sau khi họ kết hôn rồi và sức khỏe của họ đi xuống, họ yếu đến nỗi mà họ không còn ham muốn gì trong phòng the nữa và họ đã không giữ được người chồng của mình. Có những người phụ nữ thì sau khi sinh cực kỳ tự ti về vóc dáng, về gương mặt, về ngoại hình của mình, cảm thấy là mình rất là xồ xề, xấu xí và không còn được như thời con gái nữa. Và bạn đã từng nghe một câu chuyện nào như thế? Hoặc là bạn đã từng cảm thấy như vậy chưa? Tuệ An đã từng cảm thấy như vậy. Và sau khi mà mình vượt qua được điều đó, mình thấy rõ ràng rằng khi mà chúng ta khỏe đẹp hơn, rõ ràng là khi đó chúng ta sẽ tự tin về bản thân mình nhiều hơn, chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, thậm chí hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân và gia đình nhiều hơn. Nếu bạn cũng đồng ý với Tuệ An điều đấy thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Trong khóa học này được chia làm 4 chương với những chủ đề khác nhau và bao gồm hơn 30 video. Với mỗi video này sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái bí kíp rất là chuyên sâu và khoa học. Làm thế nào để cho chúng ta có một sức khỏe tốt? Làm thế nào để cho chúng ta đẹp, trẻ từ trong ra ngoài? Làm thế nào để chúng ta tạo được những cái thói quen tốt, lành mạnh, khỏe đẹp cho cả bản thân và gia đình của mình? Và làm như thế nào để chúng ta có thể từ việc khỏe trẻ đẹp mà dẫn tới việc là chúng ta ngày càng hạnh phúc nhiều hơn? Thì tất cả sẽ được chia sẻ trong khóa học này. Và hãy để Tuệ An chia sẻ với bạn là khóa học này phù hợp với những ai nhé. Khóa học này phù hợp với tất cả mọi người mong muốn chúng ta khỏe trẻ đẹp từ trong ra ngoài. Mong muốn là chúng ta sẽ có thể lan tỏa được những cái giá trị tốt đẹp về sức khỏe, về những cái thói quen tốt, ăn uống, tập luyện cho cả gia đình của mình. Bởi vì bạn biết không, trong khóa học này bạn sẽ được chia sẻ về các ăn uống khoa học này, tập luyện khoa học, sử dụng thực phẩm chức năng như thế nào cho đúng. Thậm chí là chúng ta biết là chúng ta có sức khỏe về thể chất và chúng ta có sức khỏe về tâm trí nữa. Trong khóa học này cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái biện pháp để chúng ta có thể có được sức khỏe về tâm trí tốt, kiểm soát stress, cũng như là rèn luyện những cái thói quen tốt về sức khỏe, dẫn dắt gia đình mình cùng làm theo mình, để từ đó chúng ta có một gia đình đều khỏe và đẹp. Và để học tất cả những kiến thức trong khóa học này một cách cụ thể nhất và đạt hiệu quả cao nhất, Tuệ An đề nghị với bạn là bạn hãy chuẩn bị bút và giấy. Khi bạn nghe thấy một cái keyword nào đó mà bạn thấy hay, hoặc là bạn thấy là mình có rút ra được bài học gì, hãy viết ngay xuống sổ của bạn nhé. Tránh trường hợp là chúng ta quá bận rộn nhiều việc chúng ta lại quên đi mất. Còn trong khóa học này sẽ có những cái video chuyên sâu về tập luyện, thì bạn cũng hãy tập theo những cái video đó về tập luyện. Đừng chỉ nhìn trước màn hình và xem Tuệ An tập thôi nhé, mà hãy cùng đứng dậy, vận động và tập cùng với Tuệ An bạn nhé.